Thuốc nuôi gà đá Điền Bình Chánh xin kính chào anh em. Số điện thoại mình là 0347471112. Mình ở ngay chợ Hưng Long Bình Chánh, anh em nào gần thì chạy qua nhà mình lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ anh em. Hôm nay ngày 7 tháng 10 năm 2020 thì mình làm clip giới thiệu lại hai món thuốc nuôi gà. Đây không phải là thuốc mới nhưng là hàng mới về nha anh em. Đang rất là hot, được nhiều anh em ưa chuộng sử dụng nên mình làm clip giới thiệu lại hai món này cho anh em nào đang sử dụng thì tiếp tục mua hàng, còn anh em nào chưa có sử dụng thì có thể tham khảo và mua. Anh em xem video thì xin cho mình một like nha anh em. Còn anh em nào mới vô xem lần đầu tiên thì nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút chuông theo dõi để thường xuyên cập nhật clip mới, những cách xài thuốc mới, những giá cả theo ngày tháng. Mình giới thiệu món này trước đi, thằng ginseng này là thuốc nuôi gà tơ lỏng lẻn cự yếu để nuôi từng cuối, rất là hay nha anh em. Này anh em xài rất là nhiều, về bữa thứ hai về được 500 bán hết khúc này mình mới không làm clip nè, hôm nay chưa làm clip được nữa. Thằng này thì khi anh em mua hàng thì mình sẽ kèm cái giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết cho từng loại gà, gà tơ lỏng lẻn cự yếu, gà mới vô bội rồi đó. Anh em xài vô con gà nó cứng khung, nở khung, tay dày, nước máu tốt, nó cự mạnh. Còn để nuôi từng cúi đá thì đá bo rất là lớn nha anh em, thể lực nó bền lắm. Nhân sâm nó mát gà lắm, nó không có giống như energy đời trước nó nóng. Này xài gà rất là sung, tăng cơ, dữ luôn. Giá nó một chai 20c là 200 ngàn nha anh em. Anh em mua 1-2 chai xài thử thì phí ship 40. Còn anh em nào lấy từ 3 chai trở lên hoặc trên 500 ngàn thì mình sẽ bao phí. Lấy 10 chai thì tặng 1 nha anh em. Này anh em xài 10 chai dữ lắm. Này anh em xài số lượng rất là nhiều. Hay dữ lắm, hay nha anh em. Cái giá nó cũng nói dễ sử dụng hơn cái thằng Energy đời trước nữa. Còn đây là Gilot, là cái chất điện giải để nhỏ 3 ngày trước khi đá hoặc là gà đi xa rồi á nha anh em. Nó không bị mất nước, không bị hóc, không bị chết gà. Hàng này là sử dụng cực kỳ hiệu quả luôn. Nhưng mà từ hôm sau Tết tới nay nó chỉ bị đứt hàng luôn. Mới về lần đầu tiên nha anh em. Sau đợt đứt hàng là mới về lần đầu tiên. Giá cũng là 230 ngàn. Rồi anh em nào có bữa hổm có dặn mình thấy clip thì nhanh tay gọi cho mình giùm đi, tại vì nhiều quá mình cũng không nhớ, lại không có chắc hàng về bữa nào nên không có dám hứa hàng trước. Mình làm clip thông báo chung đến tất cả anh em nào có xài thì alo trực tiếp cho mình nha anh em. Anh em nào gần thì chạy qua nhà là mua ngay chợ Hưng Long Bình Chánh. Rồi anh em mua hàng thì gọi trực tiếp cho mình 0347471112. Gilot là 230 ngàn, còn ginseng này là 200 ngàn chai nha anh em. Ngoài ra mình còn nhiều mặt hàng thuốc nuôi, thuốc đá khác nữa nha anh em. Anh em tham khảo xem có sử dụng cái loại nào thì chốt hàng nha anh em. Giá cả thì cái clip cách đây 2 ngày mình đã có báo chi tiết từng loại hết trơn đó. Đây là bên đây là thuốc đá. Ngoài những mặt hàng thuốc này thì bên mình còn có bán cửa nha anh em, cửa thép, cửa hợp kim, siêu thông, giọng Việt Lai, nghệ, mùng, đá mài vân vân, phụ kiện. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em đã xem clip và ủng hộ. Xin chào anh em.